Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh tình trạng thực phẩm không an toàn đang len lỏi khắp mọi nơi, nhất là ở các cổng trường học. Sau khi phát sóng thì tình trạng này có chuyển biến, song không đáng kể. Đây là hình ảnh vào lúc tan trường tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Rất nhiều học sinh mua quà ăn vặt như xúc xích, thịt xiên nướng, đồ ăn được chế biến ngay bên lề đường. Việc kiểm soát quản lý các hàng quán vẫn đang bị thả nổi. Như trường trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ thì đặt ở một cái địa thế mà có thể nói rằng xung quanh hàng quán là rất nhiều. Để mà ngăn cản việc mà dân cư bán hàng ở bên ngoài thì quả thực là với các đơn vị nhà trường không thể làm được. Và biện pháp chủ yếu của nhà trường ở đây tức là tuyên truyền đến phụ huynh học sinh. Đầu giờ chiều, tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Than, xã Đồng Than, nhiều học sinh tiểu học còn đem cả sữa hộp ở nhà đi để đổi lấy đồ ăn vặt. Các con hay ăn ở đây không? Nó đầy. Con hay ăn đây không? Ăn ở đây ngon không? Thế tiền này xin mẹ à? Không, không. Đâu, con đổi sữa, mẹ con phải cho con đổi sữa. Đổi như nào? Đổi sữa đây kia ăn. Được gọi là kem ốc quế, nhưng khi hỏi được chế biến từ nguyên liệu gì, thì người bán hàng này với thâm niên hơn 30 năm đứng tại cổng trường cũng không hay biết. Không, đường với cái bột sô-cô-la rồi là cái bột dâu rồi cho vào thích. Thì không thích thì làm trắng không. Màu thì nó khó, phải mua màu á. Mua của nhà ta sản xuất từng chai từng lít một thì mình lấy về mình đổ vào. Vậy cái hóa chất đây thì mình mua là ở tỉnh ngoài hay là Hưng Yên? Lấy ở Hà Nội. Các đồ ăn ở đây có đặc điểm chung là màu sắc sặc sỡ, bao bì bắt mắt. Giá bán dao động từ 1.000 đến 10.000 đồng một sản phẩm. Đây gọi là cái gì? Cá. Cá gì bà? Tôi không rõ đầy cái ấy của nó đây. Thỉnh thoảng ô tô ta đi qua đây. Ấy. À, thì à? Vâng. Thế bà có hỏi? Cái giấy ấy thì mất rồi. Thế bà có hỏi là cái cá này nhập ở đâu không? Không, người ta giao thì biết lấy chứ có biết đâu mà hỏi. Chưa cháu nào bị đau bụng chắc. Dạ. Vâng. Chưa cháu nào ăn uống gì chắc. Còn làm sao già chúng tôi biết được. À, làm dạ. Không làm cũng không ở đúng người ta làm. Thì không biết. Dẹp bỏ hàng quán trước cổng trường là việc làm cấp thiết. Tuy nhiên, đa số các trường đều cho rằng do các hàng quán nằm ngoài phía cổng trường nên nhà trường không thể ngăn cấm mà chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền đối với phụ huynh và học sinh. Ngoài cổng trường cũng xuất hiện một số các cửa hàng bán hàng lưu động, nhà trường rất khó quản lý. Nó tổ chức ra một cái đội tự quản và đội cờ đỏ để giám sát và các bạn học sinh trong các giờ ra chơi. Cũng trên nhóm phụ huynh thì nhà trường cũng đề nghị các bậc phụ huynh là không cho các con nhiều tiền để các con mua các sản phẩm mà nó độc hại ngoài trường mà nó trôi nổi, tức là nó không kiểm soát về an toàn thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, ngoài việc nhà trường và phụ huynh phối hợp trong việc giáo dục cho các em ý thức tự bảo vệ mình thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc và đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài để chấm dứt tình trạng hàng quán mất vệ sinh bày bán tràn lan trước cổng trường học.